Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay nhà mình ăn chay, rồi cái mình nấu đồ chay luôn cho cả gia đình dùng luôn. Nay mấy nhỏ nó muốn ăn bún bò Huế chay, mình có đi chợ mình mua nè, mấy trái bắp nè, với củ cà rốt, với củ sắn, về mình nấu nước dùng cho nó ngọt. Rồi rau ăn với miếng thơm, rau ăn kèm nè, gồm có bắp chuối bào, rau thơm với rau muống bào, với bún nè, mình mua bún xài to á. Mình ăn bún bò Huế. Cái này mình mua chân nấm nè, chân nấm chay. Với cái này hem, với cái này nhặn bò viên chay, với chả lụa, với đậu hũ. Cái này mình có mua ít cái thịt bò hai lát nè. Mình về giờ mình ngâm ra. Cái này mình bớt lại, ngâm phân nửa thôi. Cái này nó nở dữ lắm. Bây giờ bắt đầu mình làm nha. Mình gọt bắp ra. Bắp này nấu nước dùng nó ngọt lắm. Cái rau bắp này nấu nước uống mát lắm mấy con. Nấu hai trái luôn, mua nó thích ăn bắp. Bắp này nấu thích ăn lắm. Chứ thích ăn bắp đỏ này hơn bắp trắng. Ngọt hết mẹ. Nhưng nó mềm á con. Dạ. Ai đây? Bạn nhỏ nào đây? Bạn nhỏ nào không chịu ngủ nè? Thích coi bà nội nấu cơ hả? Coi bà nội nấu ăn á hả? Kìa nhìn mẹ kìa mẹ. Nhìn cười kìa. Con lớn rồi đâu có bắt con ngủ hoài được, phải cho con thời gian chơi chứ. Dạ. Cái bơ á hả? Ngủ đi con, hôm nay lớn con thích chơi với chị. Quay lại nói chuyện mẹ. Ừ dạ. Có quen với cười không? À, có quen với bà nội không? Nghe tiếng bà nội đi chợ về cái cười te thế à. Cười nhóc lên luôn rồi nè. Nhóc lên giòn luôn rồi. Ai con biết lạ rồi em bà cô chú ơi. Con biết lạ rồi. Út thu ẩm cũng không chịu luôn. Cũng khóc luôn. Hả? À. Tự nhiên nằm coi vậy đó hả? Ừ, con mầm có học nấu ăn á hả? Con lớp ế lên mình ở dạy con nấu ăn nha. Nè, bơi. Ừ. Quê à. Dễ ăn. Bắp Mỹ đây nấu nó ngọt nước lắm. Đi con. Mình cũng cắt khúc mình nấu một chút mình dùng luôn, mình ăn luôn. Nên mình không có bỏ. Mình nấu nước mà mình lấy nước dùng thì mình cắt to mình nấu mình bỏ, còn cái này mình nấu mình ăn luôn. Củ sắn này, mình nấu nước này mình nấu với củ sắn á, còn mình nấu mà phở ha, hủ tiếu thì mình nấu bằng củ cải trắng. Để mình nấu cái này nó có cái vị của cải trắng, nó có cái vị. Nó vậy cho nên là nước cho nhanh, nhỏ nhỏ nha. Nồi nước dùng để ngọt. Giờ mình lấy nồi mình bắt nước lên, mình cho một tép sả, một cây sả vô đây. Sả mình đập chụp dập, mình cắt khúc với miếng gừng. Rồi mình cho bắp, cục sắn vô mình nấu nước.
Củ cà rốt mình bỏ sau, cà rốt nó nhanh chín hơn, ninh cho nó ra cái nước này cho nó ngọt. Rồi mình nêm cái đường phèn vô, trong cái này cho nó rút vô mấy cái rau củ nó ngọt. Đây hơi mình ăn cái rau củ luôn. Mình cho chừng muỗng đường phèn này vô. Nhìn tí xíu muối vô. Rồi, bắt đầu mình xuống đây mình bào rau muống, lặt rau. Giờ mình bào, mình bỏ cái già ra cho nó non. Cái rau muống mà người ta bào ngoài chợ, mình sợ người ta có bỏ cái phẩm màu gì vô cho nó xanh, nó như là người ta bào nó già lắm. Nánh này cái nào mà bự quá mình chẻ đôi ra. Thực phẩm chay giờ cũng làm đủ thứ, chứ làm cũng giống đồ mặn lắm, cũng ngon lắm. Giờ mình bắt dầu lên mình chiên đậu hũ với chiên mấy cái chả lại. Hũ trắng này mình cũng chiên lại. Mình cắt cục vuông vuông này. Tháng 7 này người ta ăn chay nhiều. Nấm đồ đắt lắm. Bây giờ cũng nóng rồi, mình cho đậu hũ vô. Mình chiên đậu hũ cho già mà mình gấp ra. Giờ cái nước dùng nó cũng bắp lên, nó cũng ra hết nước ngọt rồi. Bây giờ mình vớt ra. Bắp với thơm ra. Vớt xả với gừng ra luôn.
Thì rau hũ nó cũng vàng, mình gấp lần lần ra. Cái nào vàng trước mình gấp ra trước. Mua đậu hũ trắng này về mình chiên lại vậy nó giòn nó ngon nè. Đậu hũ ngoài chợ là chiên sẵn nó không được ngon. Giờ đậu hũ nó vàng là mình gấp ra hết rồi bắt đầu mình chiên. Mình chiên cái giò diên với chả. Mình chiên sơ chả. Mình chiên sơ vậy thôi. Mình để vàng quá nó cứng. Nó ngon. Này cái hem này mình cũng chiên sơ rồi. Mình cũng bỏ cho mình chiên sơ rồi thôi. Này nó cũng vừa vàng mình gấp ra. Mình tắt lửa. Cái giò diên này mình cũng chiên sơ lại. Mình chiên sơ thôi, giờ mình cũng vớt ra. Xào cái bò hai lát, mình cho miếng mình tím băm vô. Miếng tỏi băm. Này mình ngâm xong cái mình vắt lại cho nó thật là khô quá. Bỏ mình vô mình xào lại.
nè. Hành với tỏi nó cũng thơm mà. Giờ mình cho cái bò hai lát vô đây mình xào. Nêm vô đây một tí xíu hạt nêm chay, hạt nêm nấm hương. Miếng đường. Cho nó thấm vô cái thịt bò nó ngon. Mình cho tí xíu tiêu vô. Rồi, nó thấm rồi. Mình tắt bếp. Mình xào nấm. Chảo mình chiên thịt bò, mình cho miếng vô ăn vô đây. Mình xào nấm. Mình cho miếng hành, hành chín băm vô. Miếng tỏi băm. Nhà củ hành nó cũng vàng rồi, giờ mình cho nấm này, nấm đùi gà vô mình xào luôn. Mình cũng cho tí xíu hạt nêm vô. Mình xào sơ nấm nè, mình cho qua cái nồi nước lèo mình nấu luôn. Mình xào gì cái nấm nó thơm, nó không có bị hôi. Rồi sẵn bếp đây, cái mình xào miếng cái chân nấm á. Cho miếng hành, miếng tỏi băm vô luôn. Dạ, củ hành của tỏi nó cũng vàng à, mình cho cái chân nấm vô mình xào luôn. Cho một tí xíu đường vô. Miếng hạt nêm chay. Cho nó thấm như cái chân nấm cho nó ngọt. Này mình xào sơ rồi, mình cũng tắt bếp. Mình cho qua cái nồi nước dùng này luôn. Đổ vô luôn. Giờ bắt đầu mình nêm nếm lại. Cái nồi nước này mình nấu nước dùng á, rau củ quả nó ra nước ngọt lắm. Giờ mình nếm sơ lại cái mình coi coi nó thiếu cái thứ gì, thiếu cái vị gì. Mình cho thêm một muỗng canh, mỗi muỗng cà phê muối. Miếng hạt nêm chay. Mình nấu đồ chay mình nêm đường phèn này nó ngọt, mình cho thêm một muỗng cà phê một đường phèn. Muốn một ngọt.
Bây giờ mình cũng trộn bún xong rồi. Và nước lèo mình cũng nấu xong hết rồi. Giờ mình chuẩn bị mình múc ra tô cho cả nhà dùng luôn. Mình cho rau muống vô. Bắp chuối mình bỏ ra xào vô, bỏ vô trước nó bị đen á. Ngon hả con? Chưa ăn sao biết ngon. Ngon. Mình ăn vụn bún đó hả? Ngon không? Ngon hả? Mình là cái hèm chài chả lụa chay, mình cho mấy cái viên bò viên vô. Ngon nữa đâu. Ngon hả con? Rồi mình ớt vậy nè, nó thơm. Ngon. Nước dùng này mình cho miếng sa tế vô, mình cho ít thôi, không dám cho nhiều sợ cay muôn ăn không được, cái màu vàng vàng. Bây giờ mình múc ra mình ăn luôn. Thơm nè. Quá trời nhiều độ. Dạ ông và cô chú các bạn ơi, chào. Mẹ Linh mới nấu bún bò xong rồi nè. Cái út xu vừa đi học về tới thì mời ông bà cô chú cùng thử thách với gia đình Linh nha. Mời cả nhà. Bún bò quế chay. Rồi con bò mẹ ăn, rồi em ăn. Chú ăn nha. Chú ăn đi đi dạy. Cô mời, cô mời. Út về tới rồi đó hả? Út về tới. Ăn ngay được con. Bún ăn ngay. Cái này tại có rau ở dưới thành thấy nó nhiều quá. Rau không à. Dạ. Tại mình làm rau vậy cho nó chín á. Ăn cho đỡ ngán. Rồi con ngâm đi. Con ngâm giỏi nha. Đúng rồi, múc giỏi đó. Giỏi nha. Giỏi, con muốn giỏi. Ừ, cho ăn nè. Ăn cái rau nè. Rau chuối không? Không, xí anh này. Quá nhiều cái rau. Vậy hả? Em sợ lắc cái nguội á. Ăn sao cái nó nguội không chín chuối. Thích. Mời bà cô chú. Nói ai ăn sa tế bỏ thêm miếng sa tế cho nó thay thay. Thôi em cay đâu. Quên ăn được không con? Ầm. Muốn ầm đi. Ngon quá.
Bơ kìa, bơ nhìn kìa, nhìn nút sâu ăn kìa. Sâu ăn, nhìn nút sâu ăn hả? À, nó làm quen lại được chứ, sâu chưa hay vẫn còn lạ. Hôm qua em mặn khóc quá trời. Tự nhiên lâu quá ngày gặp lại cái lạ. Sao chị hai ấm nó cũng khóc ha, mà anh hai ấm nó không khóc. Chị thích nam không thích nữ. Thích kỳ vậy. Cô ổng cũng vậy. Cô ổng, cô nói cô che cái mặt lại, cô sợ không cho nó thấy cái mặt. Bố mình nhỏ không có lạ ai chứ. Bắp, đúng rồi, bắp. Múc bún á. Ai ổng cũng được hết. Bơ lạ, bơ nó biết lạ không mà. Bơ biết lạ à. Bơ lạ. Ừ, kìa, bơ nhìn kìa. Thấy nhìn đó, nhìn đồ ăn. Ừ. Thấy à, con nhìn vô cái tô dữ rồi. Cho cái mì lại, biết cái mì ăn được đó, anh em hả hỏng giòn vô cắn. Tiếp tiếp cái miệng, tiếp cái mồi bữa hổm giống bữa hổm coi cho coi. Rau đồ vô nè nha con, cho má. Tiếp cái mồi bữa cho coi coi. Chép 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 cho coi. Con mời cái nhà ăn hùa đồ hủ coi. Mời một chú ăn bà coi. Đó, mời nha, mời em hủ. Phải quay mặt quá, con mời cho nhiệt tình chứ. Rồi, bún bún vô. Rồi, ăn thịt bò vô. Đó. Bò chay đó. Bò chay. Hồi xưa chanh cơm ăn ngon, ăn ăn được gần hết trứng cơm luôn. Ừ. Ăn đây con. Nên dạ. Là giờ ngồi xít. Minh quả thôi chứ muốn ăn no à. Con ăn coi. Xít. Ăn nó thấy nó đòi đó, nó là xít. Xít. Xúc xít. Xít. Bơ nhìn dữ rồi. Nó thèm quá hả con? Thèm, cho con ăn hả? Mấy bữa đó là bắt đầu ăn bột vậy. Thôi, chép miệng rồi vậy. Đó, nhìn ghê ghê. Nhìn ghê hả? Kết. Xu rồi, nhìn lúc xu. Nhìn nhau. Mình giờ tính ra họ biết nói không có sót miếng nào luôn vừa chú. Ăn biết khen ngon khen dở. Nói gì cũng nói được hết trơn á. Nhưng mà chưa ghép từ được chưa ha. Chưa ghép lại được nói nhiều ha. Nói một từ nè. Có mấy từ nó nói. Con nói ngon quá đi. Ngon quá đi. Mày đủ gia vị vậy á. Đi ăn thịt nướng thấy chấm nó cũng là chấm. Chấm, chấm mấy chấm. Ăn. Ừ. Con muốn ăn đi. Chua. Chua, ơi chua. Biết chua nữa chứ. Thấy hết rồi. Thôi được rồi. Thép Su đi học về chạy nha, Su. Cái gì? Này xin miếng này hả? Thịt bò hả? Cảm ơn. Dạ. Xin. Dạ. Xin. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Con này ăn quả không lưng mẹ ăn. Mạnh đi. Cái tiếp bảo thay thèm quá hả? Con ghé mà cô chú mình nấu theo kiểu này đơn giản mà ngon. Con ăn cho mẹ hả? Mẹ cảm ơn con nha. Rồi cảm ơn gái. Ăn hết không? Còn bún ăn đi. Bún ăn vô đi con. Thèm dữ rồi con, thèm tại sao cho bố bú nha. Dữ rồi, tao có ai vô dữ rồi. Bún tay rồi. Dữ rồi, dữ rồi. Thèm dữ rồi. Cái miệng thèm dữ. Đừng có thọt tay vô quá con. Đi giảm chút cho chồng ăn cho nóng sáng ngon. Ừ. Mang ê, cho trời. Để hai ngủ, ngủ, nó ngủ vô không ngon. Thơm ơi. Nhưng mà cả nhà nha. Mà cả nhà ăn bún kim cha, à, bún mà bún bủa chai. Cái tiệm đó người ta bán mỗi thứ người ta mở một lát à. Đúng rồi, này nhiều quá mẹ, nhiều gia vị. Nhưng mà này mình làm đầy đủ nè. Chỗ ừ. Bán cũng có đầy đủ vậy. Ừ. Người ta chỉ làm cái chân nấm thôi. Nấm. Với thịt bò lát rồi. Chỗ ta không có nấu chân nấm này còn chân nấm mắt lắm. Con cũng biết mắt luôn. Nói gì mắt theo được á hả? Chờ nhìn anh An ăn nè. Mơ. Sao là bơ không? Bơ bị mẹ cầm tay rồi đó hả? Ừ. Xuân đi học vậy đó bụng ăn ngon. Còn mới là ăn. Học sáng giờ học 2 buổi thôi mà.
Lại trưa có ăn cơm không? Trời ơi, nhìn đói luôn hả? Sáng rồi. Ăn mốt đem đồ ăn cho bạn. Dở theo ăn. Trưa anh Hai đi làm, một sáng anh Hai phải gì? Anh Hai dở cơm. Ngủ có một tiếng anh Trinh không ngủ. Ngủ Trinh không ngủ. Ngủ trong lớp luôn á. Ngủ đâu? Ngủ trong lớp hả? Trong lớp học á. Chúng con chưa vậy? Con học nó vô bàn ngủ luôn. Cái dao mình bào nó giòn nó ngon, nó không bị dai. Mà cái dao bào này hơi to, nhuyễn chút nó ngon. Dạ. Mình mẹ hả? Mình cha. Dao rồi mẹ nghe nhá nữa. Mẹ bắt cái tay con lại á hả? Gạt nảy á, mượn như thế không? Này nảy nhiều lắm á. Ừ. Bữa nay con nhảy dữ lắm á, đó con thộn nè, con thộn được, con thộn hai cái tay luôn. Ừ, dữ rồi. Dữ rồi, dữ rồi. Thôi được rồi. Quá sâu là ngang rồi. Ổi á. Mẹ cho đứng lên nha. Dựa vô mẹ. Khó chịu rồi đó, khó chịu rồi đó. Thường là bé học cái ngày không hả? Không sao. Đang đói ăn cho no luôn. Chào bà cô chú các bạn ơi, thì cả gia đình Linh đã ăn sắp xong cái bún bò Huế mẹ Linh làm rất là ngon luôn bà cô chú. Thì bây giờ Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video để bé Xu đi dạo bà cô chú. Hẹn gặp lại bà cô chú những cái video tiếp theo nha. Bye bye. Cả con máy bay bà cô chú. Bye bye. Bye bye đi.